hết trời luôn. Con đỏ tướng đảo này kìa, loại viên đoan đỏ đó là mấy đó chống ấy hả? Đúng đó. Ủa còn con này con gì trắng này nè. Rồi xin chào mọi người, hôm nay mình lên trên nhà ông anh ở chợ gạo rồi, lúc trước mình có quay mấy clip đó. Nay lên bắt nguyên đàn bồ câu của anh ra tắm rồi quay cho mọi người xem. Này mới bắt được 4 con kinh đen à. Kêu mấy cặp banh. Rồi giờ anh chủ đang bắt ra tiếp. Lâu lâu đút tắm phái. Đèn đã ghê không, tướng quá trời đã luôn. Kia có tập banh này kia luôn. Để mình vô đặt phụ giúp ra nhiều nhiều bánh quay. Đây cặp kênh trung bọc trắng bự ghê mọi người. Ủa cặp đó cặp đẻ hả? Ủa đã bắt ra nữa. Màu đen thì Hà Lan, còn màu trắng thì kinh Trung Quốc. Rồi nó mừng rồi. Tắm nó mê luôn. Còn ở trống nhiều lắm mọi người mà chưa bắt ra. Chứ còn mấy cặp đẻ để cho nằm trống. Anh đã dắt chia nó tắm hai đợt rồi, chứ bắt nhiều quá. Bắt cho nó tắm đợt này xong bắt đi vô rồi bắt mấy con khác ra. Ồ vậy cũng chẳng thể đá quá. Quay ra (cười)
đẩy vô. Chút xíu nữa. Còn đó tướng đảo này kìa. Nói với con đó đó. Là mấy đó trống ấy hả? Ủa còn con này con gì trắng này nè. Ủa con đó sao nãy nhìn với tao tưởng con ngon chứ. Nhìn đá rồi. Sáng nhờ cho ông bầy khủng long tắm nắng. Rồi sao nước đó lúc chảy lúc không kỳ đây cả. Cảnh nhỏ xíu à. Sáng cho tắm nhiều đó cho mọi người xem được nha mọi người.
mình kết thúc clip nha mọi người. Xem thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.